Thì hôm nay cũng có một cái người muốn làm quen với Ngọc nha, ở Cần Thơ nữa nè. Đó, thì là trò chuyện với Ngọc nha, để gọi thấy hình nha. Đó. Chưa để điện lại. Hello. Nói chuyện không nghe chưa hả? Nói lớn lên, nói chuyện lớn lên nghe. Rồi nè, đây có anh này muốn nói chuyện với Ngọc nè. Dạ em chào anh. Hỏi thăm anh tên gì ở đâu nhiêu tuổi nên đại. Dạ anh tên gì anh? Anh ở đâu anh? Anh có làm gì không anh? Ba tuổi hả? Trời ơi. Hỏi ông đó, ông muốn làm quen Ngọc mà ông đến thinh gì trời, rồi ai cho quen nữa. Anh Tâm ơi, anh Tâm, anh muốn làm quen Ngọc mà anh đến thinh rồi rồi sao làm quen rồi hồi nghỉ luôn à, nhìn nhau cười hả? Gì đâu ngại, không biết nói chuyện đi, không nói chuyện hồi cho nghỉ à. Ngọc nó cúp máy là mất rồi. Hỏi, hỏi anh về em dĩ là anh lo em nổi không? Là hỏi em anh lo làm sao? Anh được mà mấy hecta Được mấy công anh? Chuyện của em nó cũng mới quá à. Em còn sợ nữa nên có gì thì anh liên hệ với anh Quang rồi từ từ, chứ giờ em chưa tính được nữa. Rồi, em cứ ấy đi rồi mình tìm hiểu nhau đi, rồi nói chung là anh cũng hay đi ra ngoài đồng xuyên.
U hoàng đế. Cua hoàng đế anh Tâm ơi. Làm lúa chưa Tâm? Anh làm lúa chưa? Mà Ngọc nó chịu từ 35 đổ xuống mà anh 41 rồi, anh phải thuyết phục sao để cho nó chịu coi. Nó nói lúc đầu anh không có coi clip hả, nó nói từ 35 đổ xuống hả? 35 rồi sao đâu, thì giờ anh 42 rồi thì bình thường mà. Sao bình thường được, nó khác nhau chứ, mất tới 7 tuổi đó. Anh phải thuyết phục Ngọc làm sao, anh hứa lo lắng làm sao coi. Mà anh cái công việc anh sao coi có nó lo được cho Ngọc mà bên của em quay không? Dạ. Anh nhắm lo được cho Ngọc không? Nó ăn dữ lắm. Lo được anh ơi. Lo làm sao anh nói cho khán giả đều biết coi. Có cưới gì không? Có cưới hỏi gì không? Dạ bên em đọc thì cũng được cưới lần nữa anh ơi, chỉ được theo thôi. Thôi thôi vậy không được anh ơi, vậy là không được rồi. Trời sao kỳ với con người ta phải được cưới chứ anh nói gì cho được. Nói chung thì nếu mà chuyện thì làm giấy kết hôn rồi làm một mâm hai mâm được. Thì mâm hai mâm hay rồi, anh ra đi cho con bé nhiều. Vậy mà nói lo cho Ngọc. Rồi thì em lo cho Ngọc, trời em lo. Nói chung là cuộc sống của em bây giờ, nói chung là nhà em khá giả. Nói chung là đồ ăn cũng đủ xài đồ ừ. Đâu anh quay nhà được cho Ngọc coi coi. Quay nhà được cho Ngọc coi coi, anh giới thiệu coi. Em đang ở trong phòng. Trời ơi. Phải giới thiệu được cho người ta biết chứ. Chuyện với mẹ. Thôi chào đó đi. Thôi vậy thôi đó anh. Dạ. Rồi ok bye bye anh Tâm nghe. Có gì á thì để Ngọc sẽ suy nghĩ lại nha anh Tâm. Nha.
Rồi ok, chào anh Tâm nha, chúc anh Tâm buổi chiều mát mẻ vui vẻ nha. Rồi bye bye.